Chào mừng quý gia đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình sẽ làm video giới thiệu anh em về những cái đồ nghề cầm tay ha. Nó cũng hầm bà lặng các kiểu luôn. Anh em coi mình có thích cái kiểu nào thì mình mua ha. Trong đây có Milwaukee nè. Milwaukee thì cái đợt nó khuyến mãi anh em, thực sự bán hàng Milwaukee nó có những cái nó khổ lắm. Nghĩa là anh em mà về cái đơn hàng trước á của Milwaukee á thì giá nó cao, mấy ổng đẩy khuyến mãi cái cuối cùng mình giá thấp á, cuối cùng những cái hàng giá cao mình bán không được. Ví dụ như cái thước này nè. Cái lô này đang còn khuyến mãi nè. Nè, bình thường cái thước này tới 300 mấy nè. Cái sản phẩm này đang khuyến mãi thì còn 270, số lượng cũng ít. Kính này như vậy trước bán 200 và khuyến mãi 170. 200 là giá của hãng á nha, chứ mình không có nâng giá lên á anh em ha. Mà do mấy ông hãng này ổng tồn kho hàng sao sao rồi ổng xả hàng cái đợt á, qua một đợt cái nó rẻ rẻ xong mới hết hết xong quay về giá cũ. Đó. Bởi vậy mấy ông bán hàng kiểu đó, mấy đại lý họ chỉ canh me lúc nào mà khuyến mãi lấy hàng thôi, chứ hiện tại bên bản thân mình cũng còn vài chục cái theo cái giá cũ á, là phải giá 200 ngàn chứ nếu bán 170 là lỗ luôn á nè. Ồ, phải Milwaukee là bán từ máy cho đến phụ kiện cho đến những cái là phải không dám đem hàng về nhiều luôn á. Nó có những cái đợt khuyến mãi nó xả hàng nó sốc á, rồi mấy anh em nó xả ra nữa nó rất hình rất là rẻ luôn. Cuối cùng thì những ai ôm hàng trước cuối cùng dính đòn nha, cuối cùng thành ôm giá cao, nó khổ như vậy. Bán nguyên kỳ cũng tính ra cũng đâu có lời, nhưng anh em thấy nó rẻ chứ bán đâu đâu có lời đâu. À, đây mình thích bán có những cái đồ nghề nó xịn xịn chút. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng cái nha. Ông Milwaukee này thì thôi mình bỏ qua đi, mình giới thiệu những cái rẻ một chút ha. Đây một cái bộ dụng cụ này đang khuyến mãi của hãng Inco nè anh em ha. Bộ này đang khuyến mãi còn 390 nha. Đó, 390 một kìm cắt, kìm răng. Mình tôi vứt sẵn cái này, cái mỏ lết và cái thước này à, tính ra anh em nào xa gia đình thì người ta bỏ ra 39, ta mua bộ này người ta xài xài xong ta ráp rồi thôi nha. Giá của nó cái con này lên tới hình như là khoảng cỡ giá của nó hình như hơn 500 mấy nè nha. Đang khuyến mãi 390, số lượng còn ba bộ nha. Bộ này không khuyến mãi mấy lần rồi nha. Đó, còn ba bộ ha. Rồi ok mình qua cái này rồi đầu ký tiếp nữa, đó là cái hộp đồ nghề. Cái hộp này bán của nó là khủng luôn nè, có 100 ngàn cái thôi. Cái hộp này đựng ốc vít, đựng đồ các kiểu nè, anh em tháo ra, anh em tháo ra hết được nha, nguyên cái chải này tháo hết được luôn đó. Mình muốn đựng cái gì mình đựng ha. Một có thể mình để như thế này, hoặc có thể mình tháo này ra đó, tháo ra là gì nè, anh em tháo hết ra được luôn mấy cái luôn, có 100 ngàn thôi. Hôm trước mình về là tổng cộng là 300 cái anh em, mà bán sạch bông luôn, bây giờ mới về lại ha. Đó, cũng ít thôi à, hãng cũng gần hết hàng hay sao đó. Rồi có 100 ngàn thôi, anh em mua mấy cái thì anh em ráp vô, nó có cái miếng này để ráp vô nè ha, có thể chồng lần 5 cái ha, gài cái bát này vô em ráp lần cái xong có 100 ngàn cái quá rẻ nha. Rồi kế tiếp nữa rồi hai cái rồi qua cái nonem đi. Đây đây là sản phẩm hỗ trợ đóng đinh nha, này đóng đinh tường anh em ha, bê tông thì đóng không nổi đâu, bê tông mình thử rồi nó bị cong đinh gãy đinh hoài à. Này sử dụng đinh ST18 trở xuống nha, anh em đóng 15 18 xuống nha. Ok, bỏ ra một cái đóng cái bóp cái khạch ha, đóng xuống cái bóp khạch bóng cái xuống ha. Này hôm mình có mình review rồi nè ha. Đó. Thiết kế của dòng này nó là thiết kế cứng cáp nha, từ cái cụm mình nè, anh em để cái cụm mình nè. Một vài dòng cụm này làm nhìn cũng yếu lắm, nhưng mà cái này mình thấy chất lượng nè. Nhất là cái cụm này. Cái thứ hai nữa là cái bát này nè, nó làm cực kỳ dày luôn ha. Dày luôn. Đó, móc đây như vậy. Rồi bát đây như vậy, dày lắm anh em. Cái nhôm nó rất là dày ha. Và cái càng lẫy nó cũng vậy. Ok ha. Đó. Thì khi mà anh em xài thì anh em bỏ đinh vô thôi, anh đóng thôi, anh em đóng nạp điện ha, đóng cái bụng cái bóp lên, đóng cái bụng cái bóp lên nè. Đó. Kể cả cái lưỡi gà đây nè cũng rất là to này, nè này lưỡi gà nè. Đó. Lưỡi gà bên đây nè to cực kỳ luôn, 280 ngàn cái nha, 280 ngàn cái bóng đinh này. Này mình có review mình thấy cái kiểu rồi nha, mà giới thiệu lại cho anh em thôi. Này mình về mỗi lần về số lượng cũng vừa đủ bán chứ không có nhiều nha. Rồi ok ha, 280 ngàn nha anh em ơi. Ok đóng đinh. Kế tiếp nữa một dòng sản phẩm mà mình nghĩ anh em sẽ chuộng nè. Cái bộ này anh em đó là cái bộ mũi khoan inox mà là khoan đa tầng nha, khoan tháp á. Nó sẽ khoan được inox tối đa luôn là 3 mm nha, là từ 3 mm trở xuống á. Một bộ 3 cây mà giá có 430 ngàn thôi nha. Trong cái phân khúc này cái là nó làm bằng thép, nó là đẹp tuyệt vời luôn nè anh em ơi. Đó. Đây ha, này là khoan inox nha. Nó khoan inox. Thì khi mà nó thiết kế khoan inox thì khi anh em mà đi khoan ba cái sắt thì nó là chuyện bình thường rồi nha. Bộ này nó gồm những cái size như là
4 đến 12, 4 đến 20 và 4 30 nha. Thì anh em mua bộ nào ha. Đây nè, 4 12, 4 20 và 4 4 32. 4 30 chứ lộn nha, 4 12, 4 20 và 4 30 nha anh em ha. Và khoan tối đa inox là dày 3 ly thôi nha. Đó. Chỉ có 430.000 thôi, hàng chính hãng của Inco, hàng và đây là hàng công nghiệp nha, industrial ha. Những anh em nào bình thường là những cái bộ mà ví dụ như về những cái của Makita đó, anh em quan sát bình thường thôi, một mũi thôi nó còn mắc hơn cái này luôn á. Mà nó thật, một mũi của Makita nó mắc hơn cái bộ ba cây luôn, mà quan sát thôi nha, chưa đừng nói khoan nóng nha. 430.000 nha. Rồi kế tiếp nữa. Nay mình lấy ngẫu nhiên ha. Đây là một cái bộ 6 cái kéo 500, hai cái này là cái mấy 3 inch nè và 4 cái mini còn lại ha. 4 cái này thì nó là 10 là BS nha. Và giá rất rẻ, có 118.000 anh em. Nha, có 118.000 thôi của hãng Inco nha. Những cái nào làm đồ nhỏ nhỏ hàng gia đình DIY nọ đó, xài mấy con này, giá rẻ mà nó nhiều đồ chúng ta xài. Ok ha, 118.000 cho cái bộ kéo 500 6 chi tiết của Inco. Rồi. Đây là một cái bơm lốp xe. Bơm lốp xe của Inco ha. Cái bộ này thì nó sẽ cho ta 2 4 5 5 cái này ha, 5 cái đầu này thì anh em về anh em chỉ bỏ hết, chỉ xài một cái đầu này thôi. Tại vì nó sản xuất này cho nhiều nước, mỗi nước xài cái chuẩn khác nhau. Về Việt Nam là xài con đầu, mấy đầu còn lại bỏ ha. Chứ nhiều lúc anh em nó mua hỏi máy này xài cho trường hợp nào không xài được thì mất công, nó nhiều cái anh em ơi. Nó sản xuất ra cho nhiều nước trên thế giới á. Trong đó Việt Nam ta xài chuẩn này thì nó mua chuẩn này chúng ta xài thôi nha. Còn nếu ở Việt Nam ta xài những chuẩn nào thì có xài thì anh em sử dụng, còn không chúng ta bỏ. Thì cái bộ này giá là có 184.000 thôi nha. Nó đo từ mình tính 3 đi anh em á, 13 tương đương 1 kg, anh em cứ thấy cái hệ số màu đen nè, nó chạy lên 43 là 4 kg. Rồi, vậy cho nó dễ ha. À. Rồi ok ha. Cái dây này nè. Cái dây này nếu mà nó có hư thì mình có bán rồi ha, lúc này mình có bán rồi cái dây luôn. Cái ren dây này ren 13 nha, nên anh em nào mà mình dây có hư á, chạy qua đây mua cái này là ráp vô xài thôi, rất là rẻ nha. Có xin sẵn nè. Về cái dây này có hư không, gỡ ra ngay siết vô ngay là bơm. Cái dây này dây ngắn nè, dây ngắn nè thì giá là 30.000, 35.000. Còn dây dài ở đây là 40.000, lưu ý ha. Này là 35 nha, này là 40. Nó ngắn thì nó ngắn hơn có chút xíu xíu thôi chứ nó không có nhiều nha. Nhiều anh em mới nói ngắn nhiều rồi, nó không phải. Đây mình sản thước mình đo luôn nè. Cái cây ngắn này thì nó cũng đã là 38 rồi nè nha. Còn cái sợi dài thì nó tầm khoảng 40 43. Đó. Nhưng 38 thì chúng ta hà mấy dây này anh em uống cong nó dễ lắm, tại vì trong cái vòi á ha, chúng ta uống cong cong này để chúng ta nhét vô. Tính nó dây hãng nó không mềm bằng dây này đâu. Mà giá rẻ nữa, lúc này mình có bán phụ kiện thay thế rồi. Anh em đừng sợ hư dục mua sợi khác. Rồi. Ha. Tại trong quá trình xài mình biết anh em là nó hư cái này nhiều hơn. Tại cái này xài để thời gian lâu á, vỏ nhựa cứng rồi nọ anh em á, rồi xài lâu thì nó sẽ bị hư. Nó chuyện đương nhiên nha, nó hao mòn mà. Thì chúng ta mua thì chúng ta xài thôi. Ok ha. Dây ngắn là 35.000, dây dài là 40. Đó, còn cái đồng hồ bơm lốp xe này là 184.000. Anh em lưu ý ha. Ở nhà mà chúng ta có những cái bơm này nè mà hiệu khác á thì anh em đừng có mua liền, mà anh em đo cái ren này nè, coi nó phải 13 không, nếu 13 thì nó mới vào, tại trên thị trường có những cái ren nó chỉ có 10 thôi nha. In cò tô tàu thì anh em cứ mua thoải mái, in cò còn nó là chuẩn 13, mình về này là chuẩn 13 để anh em ráp vô là ngay chốc luôn. Còn những hãng khác là mình phải đo cái ren này 13 nha mới vô được, còn ren lớn hơn là không có vô được, còn nhỏ hơn không có được luôn. Rồi lưu ý ha. Rồi kế tiếp đây, một cái thước nhôm đúc nguyên khói nha, 160.000. Trời ơi, cái thước này nó đẹp, giá mang con ngang luôn ha. Đó, anh em thấy không? Tuyệt vời luôn, hàng đâu cần này, không phải hàng gì mà cao siêu anh em á, nó có hiệu gì lão quắc thôi à. Nói chung cũng Trung Quốc cũng làm thôi, mấy Angina thôi ha, May A gì nè. Nói chung mấy này thì mà làm đẹp lắm, đây nè, anh em thấy không? Đây, cạnh nè. Ồ, nó không có bén đâu nha, nó có những cái nó vát cái cạnh này nè. Nó không có bén đâu nha, anh em cầm sướng lắm. Nhôm nguyên khối mà. Nha, rất là chuẩn. Ừ. Đó. Con lành á, có 160.000 cho cái thước này nè, 7 inch. Chiều dài bên đây á, nó là 18 mấy nè, này em vậy ha. Đó, 18 mấy nè, nha anh em á, hai cạnh, cạnh này cạnh vuông góc. Dành cho anh em thợ mộc, ha, có hai cử nè, đo. Rồi, 7 inch nha, giá 160.000. Nhôm đúc nguyên khói. Thước tam giác nhôm đúc nguyên khói, 7 inch. Nha, 160.000.
To hơn nữa thì anh em sẽ lấy cái 12 inch cũng của Mayda luôn, giá nó mắc hơn. To hơn nữa là 260 nha. Thước này tới 12 inch, 3 tấc. 12 inch thì dài 3 tấc, hơi vuông ha, hơi khó. Anh em nào cần loại lớn xài mộc mộc còn trong ngành đá ngành gì nữa còn xài mình xài ha. Lấy khúc vuông xài mấy cái này nha. Đó, 12 inch 260 ngàn. Ok ha. Đó. Mình về thì nó có nhiều lúc anh em lúc thì về có hãng này, lúc về hãng khác. Chứ nó không có thường xuyên, không có liên tục. Tại mấy hãng này nó cũng ít đồ chứ không có nhiều. 260 ngàn cho cái 12 inch nha. Còn 160 ngàn cho cái 7 inch. Ok ha. Rồi kế tiếp một cái tay hít. Thực ra cái tay hít này thì nó ứng dụng nhiều nhiều lắm anh em ơi. Ngành nhôm kính, ngành ốp lát, gia đình cũng xài được luôn nha. Tay hít này mình bán nó là rất là bền luôn. Cái tay này nè, cái này là bằng nhôm nè, và cái càng bẫy là bằng nhôm nè. Ồ, những cái anh em cái càng bẫy bằng nhựa, anh em gạt gạt nó ngày nó gãy chỗ này nè, gãy này coi như xong rồi, người ta đâu có gạt được nữa. Nha. Đó. Mình bán cái này tổng cộng là 4 5 5 năm nay ha, 5 năm nay và khách hàng rất là thích về cái dòng này. Giá rất là rẻ, con 180 ngàn cho cái tay hít hai chấu như vậy thôi. Và cái lực hút rất là mạnh nha. Anh em xách thẳng như nè, 110 kg, xách nằm ngang như nè, 85 kg nha. Đó, nó sẽ có cái lực hít. Vô anh em xách thẳng vậy ok là 110 kg. Xách ngang vậy thì 85 kg. Anh em làm ngành đá hoa cương, ngành kính nè, nhôm kính đá hoa cương ha. Rồi có nhiều cái nha, này nó mạnh lắm. Đó. Ok ha, tay cầm có bảy kim loại. Đó. Có 180 ngàn thôi nè, nha, tay hít này. Hết này bán lâu rồi, lâu đời rồi nên chủ yếu hôm nay nhắc lại thôi. Nó có những sản phẩm mà nó đã thành phổ thông rồi đó. Thì bán hàng ngày đó thì mình cũng ít. Rồi, tiếp. Đây. Một cái kìm bấm ngàm mở bốn chức năng nha. Là 1 2 3 4, bốn cái ngàm mở rộng mênh mông luôn. Anh em có thể mở được cái này ra tới một tấc luôn nha. Và cái kìm này á với giá là 295.000 của hãng King Blue. King Blue nó là thương hiệu của Việt Nam nha anh em. Nó đặt gia công mà hàng cũng khá là chất lượng á. Đó, nó cũng nhiều đồ lắm nhưng mình thấy cái kìm này là lạ, mình em nhìn bán trong này thôi. Là bằng thép CRV. Ở trên đây thì nó có gấp caro dưới đây cũng vậy, cầm nó đã tay lắm. Những cái kìm mà làm chất lượng anh em cầm vô anh em biết liền ha. Còn những kìm mà làm phổ thông cầm vô nó ọp ẹp, nó mềm mềm, nó sao sao á anh em ha. Đó. Đó. Thật sự khi anh em cầm cái kìm vô anh em cái cảm giác nó khác liền à. Ở đây thì nó thiết kế mở nhanh, anh em bật lên vậy mở ra nè ha. Những cái kìm kim ta bật tay ở đây, còn này thì bật nhanh ra đây. Nó thiết kế có thể thay thế cho cái cảm chữ C luôn. Nha, cái ngàm lớn mà tới một tấc lận. Anh em ha, thả ra bốn ngất ngàm một tấc, cạp C nó cạp lại rất là cứng. Nha. Đó. Nếu anh em làm ngành mộc, ngành cơ khí, ngành gì đó nó cần kẹp giữ thì dùng cái kìm này ngon nha. Mỏ cao, răng rất là nhiều. 295 ngàn nha, của hãng King Blue. Đó. Tuyệt vời luôn ha, 295. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái hàng Nhật đi. Đây có mấy cái hàng Nhật nè. Đây là cái đầu vít BH2 và cái đầu vít BH1. Mà cái đầu này đầu thân thon anh em á, thân này nó tầm khoảng 5 mm thôi nha. Cái đầu này, cái thân này nè thon để chúng ta chọt vào những trong góc trong kẹt trong máy đâu đó nó mở vít được. BH1 nha, cái chiều dài của con này là 100 mm. BH1 là BH2 nè, giá của đồng giá luôn 80.000 cây, một cây 80.000 cộng 160 nha. Hàng chính hãng của Anex, cái dòng này sản xuất tại Nhật nha anh em ha. Made in Japan của Anex đó. Này là BH2 nè, BH1 nha, BH2, BH1 đầu chuẩn dài 6.35 phù hợp cho máy khoan máy bít. BH2 nhưng mà đầu nó gọn ha. Rồi 80.000 cây ha, đồng giá BH2 một đồng giá hết luôn. Rồi kế tiếp nữa, anh em nào sử dụng mà máy bắn vít mà dùng để mở những con ốc mà hạng nặng đó, đây có thể dùng những cái này, dùng búa nè. Đó, anh em dùng cái này nó mới khỏe nè. Những mấy con hồi nãy ta đi mở ốc nhựa này ở trong kia thôi, còn con này nó mới sử dụng là chức năng búa nè anh em nha. Trong này sản xuất tại Nhật luôn nha, Made in Japan luôn. Đây nha, nó cái là BH2, BH3 nha. BH2 giá là 105.000, đồng giá hết 105.000 một cây. Cái chiều dài là 135 mm nha. Nó thiết kế là cái đầu màu đen nè ha. Đó. Dùng để mở những con ốc, những con vít á mà nó cứng á, mà rồi mấy con vít mà nó dùng búa mạnh á, dùng mấy con này. Nên mà dùng mấy con này thì nó mới ngon được. Nha, nó chuyên. À, dòng này Anex hàng sản xuất tại Nhật, giá 105.000 cây, BH2 và BH3. Dòng này không có BH1 nha. Anh em lấy cái nào lấy.
Rồi bây giờ mình sẽ qua cái bơm kinh đi ha. Inco còn cây nè, ở đây cái dầu vít này đi, dầu vít này của hãng TTB, cái dầu vít này dạng chống trượt nha, 40.000 cây, chiều dài của cái này là 110 mm. Nó thiết kế cái đầu này anh em, ở đầu này bán chạy lắm mà nhiều anh em nói là phần hồ là xài rất là ngon nha. Thiết kế ở cái đầu ở trên này nó có những cái rọt, cái sọc thấy không, đầu này nè nó có những cái sọc là để nó bắn vít chống trượt đó nha. Những cây, một cây này 40.000 cây, dạng 110 mm, anh em biết cái này mình bán rất là ok luôn ha. Nói chung là anh em nào xài nó quen rồi mình về cũng tương đối nhiều. 110.000 cây nha. BH2 dài. BH2. Đó. Chuẩn ngắn ha. Đó, chuẩn ngắn. Rồi 110.000 cây nha, TTP. Rồi, cái tiếp nữa. Tính ra 110.000 quên 110 mm, giá 40.000 chứ phải 110.000 nha. 110.000 bằng ANS rồi. Nha. Rồi ok, mình tiếp nữa. Đây, cái dầu này nó giới thiệu sót nè. 30.000 cho cây bơm lốp xe thôi. Anh em nào dùng cái đồng hồ thì mình không dùng đồng hồ, không mình dùng cái này. Cái này được cái thì anh em gắn trực tiếp vô anh em bơm luôn nha. Gắn cái dầu bơm này nè, nó có cái dầu cái chuẩn Việt Nam hay xài nè. Anh em gắn cái kịch cái rồi người ta bơm nha. Cái này xài nó tiện hơn. Anh em mua cái đầu này nè và cái cục này anh em gắn chuẩn thôi nó cũng đã là 20-30 rồi. Trong khi nó nguyên cái này luôn sợi dây, nó cầm nó dễ hơn, tiện hơn anh em. Nha, nó cầm vậy nè, ấn vô dễ, còn kia cầm có đầu chút ép nha, mà ấn nó khó nha. Bơm xe máy, xe ô tô đều được. Đó. Thì nó luôn sợi dây, cái là chúng ta móc cái sợi dây này chúng ta treo lên, mỗi lần xài chúng ta treo lên nha. Còn cái cục nhỏ 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 này anh biết nó mất tiền gì không, mỗi lần tìm cực quá, bản thân mình vậy có một cục để bơm á, mà mỗi lần đi tìm nó cực lắm. Lấy cái đồng hồ to đùng như nè, nó ngay trước mắt mà mình lấy nó dễ, ta đang gấp mà cứ đi tìm cái cục này nó khổ lắm. Ở nhà mình ví dụ như mình đang gấp rồi mà đi bơm bánh xe mà đi tìm cái cục này nó mệt lắm. Lấy cái thà cái cục to to là treo lên cái lấy cái là bơm liền ha. Đó lẹ rồi, 30.000 cái thôi ha, 30.000 cái thôi, rất rẻ. Cái này bán chạy lắm anh em á, 30.000 thôi, gắn vô gần cái bơm liền ha, không cần phải to nữa. Rồi bây giờ mình sẽ qua Inco còn cái giới thiệu luôn ha, cho nó hết nè. Hôm nay mình đi giống như đi chợ á, cầm cái rổ đi lạng vòng cửa hàng, xách bỏ rổ, giới thiệu gì cầm nó giới thiệu cho anh em ha. 62.000 chỗ búa này anh em. Mini, búa đóng đinh mini, cái đầu này đầu nhỏ nha, đầu này nó chỉ có 8 ô sắt thôi. 8 ô sắt thì cái đầu này bề ngang nó là này nó tầm khoảng cỡ 23 thôi anh em ha. Bề ngang cái đầu này tầm 23 thôi. Đó. 62.000 thôi anh em ơi, rất là rẻ luôn. Bỏ dùng cái này chắc đi đóng ba cái chốt nhựa này nọ ha, hoặc đinh nhỏ nhỏ, nhỏ thì được. Chứ không đủ lớn không đủ lực đâu. Nha. Rồi ok nha, 62.000 cho cái búa mini đóng đinh, nhỏ đinh mini của hãng Inco. Rồi mình qua pumpkin đi ha, pumpkin lát sao đi. Rồi đầu tiên giới thiệu loại cây búa của pumpkin ha, cái búa này 700g, búa đẻo nha, giá rất là mềm luôn, có 140.000 thôi. Búa này điều đặc biệt nó là cái gì, nó là 70% sợi thủy tinh là cái cán này nè, 70% sợi thủy tinh, phần còn lại nó là nhựa TTP và nhựa nhựa TBR nha anh em á, nhựa TBR và nhựa BB nha. Nó là một cái thành phần, ba thành phần gồm sợi thủy tinh, nhựa TBR và TB nha. Cán này rất là cứng nha, 70% sợi thủy tinh nha. 700g giá là 140.000. Này thì nó bị sút cái miếng cao su rồi nha. Đó, thì thôi. Ok ha. Có 140.000 thôi nè, khá là rẻ. Điều đặc biệt nó là ở cái cán đó nè, nha, cái cán búa. Nhiều hãng thì nó chỉ ghi là sợi thủy tinh hoặc là không ghi luôn. Nó mắc là mắc ở cái cán này nè. Mắc ở cái cán. Rất là đẹp. Chứng nhận TÜV CS đầy đủ ha. Thương hiệu Bumkin là thương hiệu của Thái Lan nha, sản xuất ở Trung Quốc. Rồi mình qua. Cái tiếp nữa một cái cưa chốt 190.000 ha, thiết kế cái cưa này anh em á, cái lưỡi rất là mỏng luôn. 17 TBI là cái lưỡi này nè, nó siêu mỏng luôn. Nó siêu nhỏ luôn á, để là cưa chốt nè, anh em dùng để cưa chốt nó cong vòng này nè. Đó. Cưa chốt nè, cưa tre nè, cưa gỗ nè ha, những cái chốt nè thấy không? Cuốn là nó dẻo dẻo nè. Đó. Những cái này á, cán của nó làm tuyệt đẹp, tuyệt vời mặt trời luôn, cầm nó êm 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 lắm anh em. Bọc cao su. Nó làm giống như Nhật vậy đó. Nha. Y chang như cái cưa của Nhật vậy đó. Cầm đã lắm. Giá 190.000 anh em ha. Có cái mã là 33321. Nha, 33321. À, mấy anh em là cưa chốt cưa đồ đó, mua này hơi đặc biệt, kiếm ở thị trường những cái lưỡi này hơi hiếm nha.
Còn nếu này mua đồ Nhật thì nó hơi mắc tiền, trong khi cái dòng này có 190 ngàn thôi. Rồi kế tiếp nữa, đây là hai cái con dao nha, con dao thước cong và dao thước thẳng đó. Con dao thước cong á, tất cả con dao làm bằng thép phong rỉ hết nha, và giá khá là mềm luôn, có 80 ngàn cây thôi à. Đây anh em họ nhìn ghiền thôi á. Đây thiết kế nè, thép phong rỉ, cái xương nè, xương này cũng thép phong rỉ luôn nha, và nó ốp miếng gỗ vô, hai này cũng vậy, cái xương nè thép phong rỉ ốp miếng gỗ vô à, và thiết kế cái lưỡi nè, lưỡi cong hoặc lưỡi thẳng. Tất cả này này có cái đèn nó móc lên nè ha, đó stainless steel nè, của bơm kinh nè đó. Chốt ba chốt đồng ở đây đẹp ghê không đó, anh em cầm cái hước này để anh em rọc cáp nè ha, cái nào tước dây rọc cáp đâu được ha, không nó mua một cặp nó xài anh, đừng cái ship nhỏ gọn. Những cái dòng khác á, những cái dòng có những cái như là nhỏ gọn như này, có những cái dòng khác nó không có ship à, nó để thẳng vậy đó, anh em thì không thích, thích dòng ship thì mua cái dòng này nha đó. Dao thì đây đó. Mòn thì mài, lưỡi dao này chúng ta xài ok ha. Đó. Giá có 80 ngàn cái này mà, hàng chính hãng của Wumkin nha, 80 ngàn cái thôi. Rồi, rất là đẹp đó. Bỏ vô cái bao bì gì nó không sợ rách, những cái dòng nó không có ship á, chúng ta bỏ vô nó sợ anh em ha, nhiều lúc nó làm rách cái bao bì chúng ta, cái vỏ cái túi xách chúng ta ha, rồi lại tốn thêm tiền à. Còn cái này thì nó thiết kế nhỏ gọn lại để làm chi à, để chúng ta nó an toàn. Con dao bán nhiều lắm nha, nó rẻ và nó chất lượng à, nó rẻ phải nói luôn nha. Có những con dao mà của mấy hãng khác mình thấy cũng xếp xếp giống vậy, quốc 200 mấy 300 mấy cây không, mà hàng Bumkin nó đâu phải là thương hiệu của mía đâu anh em, Bumkin thương hiệu của Thái Lan mà. Anh em có thể tham khảo từ tại ở trên cái Bumkin Bumkin Channel Thái Lan á, Bumkin mà có, nó có một cái channel Bumkin á đó, của YouTube luôn, giới thiệu toàn là hàng Bumkin không mà tiếng Thái nha. Những hàng này nó xuất qua Thái là sử dụng bên Thái rất là nhiều, rất nhiều luôn anh em á. Anh em có thể xem và tại trên Facebook, trên YouTube cũng được à, ở Việt Nam thì như bên mình là bán nhiều nhất cái mấy cái mã Bumkin này. À, thì anh em có thể tham khảo nha, giới thiệu thêm để anh em tin tưởng về cái thương hiệu thôi ha. À, ví dụ như cái thương hiệu này bản thân mình thì cũng không biết nó của ông nào luôn, chỉ biết nó của Trung Quốc thôi ha. À, nhiều lúc người ta đặt cái thương hiệu bình thường vậy nè, anh em search đâu ra đâu, anh em thử search cái thương hiệu này thì nó đâu có thể nào ra được, nhưng mà Bumkin thì khác ha. À, search thì nó rất là nhiều. Rồi kế tiếp giới thiệu một cái kìm bấm mở nhanh, kìm này giá 295 ngàn. À, kìm này cũng gần hết hàng rồi nha anh em á. Anh em nào nhu cầu thì mình mua ha. Kìm này sản xuất tại Đài Loan nha, Made in Taiwan, thép CRMO và cơ chế mở nhanh, nó giống như là của Queen hoặc là của Satai đó, à, thiết kế ngàn mở nhanh. À, anh em sử dụng một tay nha. À, thì cụm này thì bỏ gần lẫy rồi. Ở đây muốn cái nhựa này rất là xịn nha anh em á, cái nhựa nè. Đây là nó không phải là nhựa lõm đâu, là nhựa xịn lắm á. Đó. Và làm bằng thép CRMO, hàng sản xuất tại Đài Loan ha, nên nó rất là chuẩn. 2x factor, độ nhanh gấp 2 lần á nha. Thiết kế nghe bằng mỏ cong nè anh em ơi, thiết kế mỏ cong nè, đẹp ghê không. Nói chung hàng chất lượng, cầm lên là biết liền, cái kìm cầm lên là biết ngay luôn nha. Quá trời đẹp, 295.000 cho kìm này nha, 295.000. Rồi kế tiếp nữa, cái kìm bấm nữa đây. Kìm này có thể là trong phân khúc này giá đang rất là tốt nha, cái lô cũ nè 160.000, nó về lô mới là 175.000 anh em, 175.000 có lô mới rồi. À, lúc trước cái kìm mỏ thẳng cũng vậy, cái kìm mỏ thẳng có 160.000 thôi, sau này lên 175 rồi đó, bởi vì lên lô mới rồi. Ừ, đây. Có 160.000 thôi, anh em thử những cái kìm mà giống giống như nè, cũng thép CRMO luôn á, mà của hãng gì đó quốc lên tới 200 mấy rồi. Dòng này thì đang còn giá rất là tốt nha, hàng này sản xuất tại Trung Quốc. Đối với hàng xuất Trung Quốc thì cái độ mà cái ngà mà nó sẽ có cái độ lệch nó nhiều hơn chút xíu so với cái hàng sản xuất Đài Loan nha. Đó. Và đường cái thì giá nó rẻ và nó đẹp. Đó, đẹp. Thiết kế mẫu công công anh em ha, cầm nó vừa tay lắm. Đó, cầm nó thiết kế một cái mẫu giống như là cầm nó sướng tay đó. Có những cái mẫu kìm anh em cầm cái tay nó hơi thô thô. Nói chung cái cảm giác của người cầm nó sẽ khác anh em ha. Rồi 160.000 nha. Anh em lưu ý giùm mình cái kìm này nó có cái lô mới rồi nha. Nay mai cái lô sau là anh em mua là nó lên tới 175 rồi đó. Cái này thì đang còn cái lô cũ nè. Tại vì nó sẽ có một cái sự mà giao thoa anh em ha. Lô cũ chưa hết thì về lô mới, thì cái lô mới nó là giá cao rồi, lô cũ vẫn còn đang giá cũ nha, nó là vậy nha. Rồi 160.000 cho kìm bấm này nha, mỏ cong.
Rồi kế tiếp nữa, một cái kìm bấm này tự động, ở kìm móc quả tự động này là bằng thép CRV nha, đó 10 inch, thiết kế hay lắm. Kéo xuống nè anh em, bóp này, tự động nó lên luôn, không cần phải xoay những cái anh em không cần phải xoay những cái bán nguyệt ha. Này thiết kế là chạy lên luôn, ví dụ nhỏ lớn gì đó kéo lên nè, chạy lên nhìn ha. Đó. Đó, bóp cái là cứng ngắc luôn. 245 ngàn, đó, này cập nhật giá mới nè, 245 ngàn nha. Đó. 10 inch, mở ra hết cái ngàm này thì anh em có thể kẹp được cái ống tầm đâu đó khoảng cỡ 50 nha. Mình kẹp được 50 thôi nè. Nha, 50 là hết rồi nha. Ở đây mình đo nè, đó, kẹp được khoảng 50 nha, đây nè. Hết luôn 50 là ok. Rồi. 245.000 cho cái kìm này. Kìm mẫu quả tự động nha, kìm là xài nước. Anh em là xài ngành điện nước, ngành nước á, nó sử dụng cái kìm này. Nó nhanh lắm, mở ra kẹp cái là cỡ nào cũng kẹp được hết. Dùng cơ chế đồng 7 ha. 245.000. Rồi, 10 inch. Nó có 12 inch nữa nhưng mà hết hàng thì sao về. Rồi cái tiếp nữa giới thiệu một cái kìm cắt nha. Kìm này là kìm điện nha. Anh em lưu ý cái hàng bơm kinh này nó sản xuất á. Nè, cái kìm cắt nè, nó ghi rất là rõ nha. Origin power line là anh em chỉ xung ngành điện thôi. Điện là anh em đi cắt gì cắt và cái dây điện, dây đồng, dây nhôm rồi đó. Không có đem đi cắt đinh, cắt cáp, cắt thép được nha. Chỉ dây điện thôi, dây nào đồng nhôm thì anh em cắt. Thì nó sản xuất nó chuyên như rồi, tại nó cái lưỡi nó mài nó khác nhau anh em. Còn đem đi cắt đinh ba cái kia thép là cáp này nọ là nó mẻ đó nha. Cái lưỡi nó mài dùng để cắt chuyên điện. Thiết kế nhỏ gọn cầm vậy nè để mình cắt ha. Ngon lành luôn nha, ok nha. 6,5 inch giá 100 ngàn cái nha. Chuyên ngành điện, thép CRV. 60 CRV tail nè. Nha, cái dòng là công nghiệp nha. Industrial warranty nè, chất lượng hàng công nghiệp nè nha. Nha. 100 ngàn cái. Cái này thì mình bán cũng tương đối nhiều. Rồi bây giờ bơm kinh còn mấy sản phẩm đây. Đây là cái đầu nối nha, đầu nối Rumine nè. Những anh em nào xài cái Rumine nó có ba cái khấn mà để người ta nhét ống vô xài cái này. Có con dê nhét vô cái siết cái cứng ngắc. Rồi cứ để như thôi, xả nước thì nó xả từ đây ra. Còn ta muốn nó nhanh thì chúng ta mua những khớp nó nhanh này nó ráp vô. Nè, khớp nó nhanh nè, ráp vô cái đầu dưới gắn xi dây. Ha, hoặc ở đây cũng vậy nè. Khớp nó nhanh là ráp vô cái gắn xi dây để chúng ta tưới vườn, tưới cây, tưới lan này nọ ha. Các kiểu. Đó, cái cục này nè, Rumine nè, Rumine của Bumkin nè ha. Cái vòi rắn Rumine Bumkin là giá 32.000 nha, 32.000. Đó. Còn cái khớp nói cái khớp mà nói vô ống nè. Ống 1/2 inch nha. 1/2 inch. Đó. Không có van một chiều nha, không van một chiều giá 25.000, đây có van một chiều giá là 27.000. Van một chiều để chi, để anh em tháo cái thiết bị ra nó không có bị chảy nước. Ví dụ anh em gắn cái thiết bị này vô nè. Vô đây, rồi chúng ta tháo thiết bị ra chúng ta đổi đầu thì nó có van một chiều nó giúp nước không có chảy ra ha. Còn chúng ta không có cái van một chiều nó tháo cái nước chảy tùm lum liền. Rồi cái dầu xịt này giá 55.000 nha. Dầu xịt này có hàng chất lượng nè anh em ha. Khớp nó nhanh gắn vô thôi. Ha, dầu xịt này 55.000. Rồi, Rumine 32.000. Nói nhanh không có van 25.000, có van một chiều giá 27.000. Rồi kế tiếp mình sẽ giới thiệu qua cái total thứ 2 mét. Total khá là rẻ luôn, có 20.000 thôi, trời ơi đất ơi, và xịn lắm rồi nha. Này có con cây mình cũng hay để xài nha, xịn lắm, bỏ treo móc khóa lon ton à. Anh em thích cái này thì mua này, không 90k lấy con Milwaukee nha. Milwaukee 90k, còn total có 20k thôi. Đó, kéo ra anh em thấy có gì khác biệt không? Đây hai cái gì màu nó cũng khác nè. Nói chung có Milwaukee thì đẹp hơn, móc đẹp hơn chút. Ở ngoài có một nhựa mềm đẹp hơn, nói chung nó mắc hơn, tất nhiên đẹp phải đẹp hơn rồi. Thế còn chúng ta không cần quá đẹp thì cho total này cũng ngon rồi, nhỏ xíu thôi. Thiết kế cũng ngang ngửa Milwaukee thôi nè, bằng nè, ngang ngửa Milwaukee luôn nha. Một cái 20, một cái 95.000. 90.000. 90.000 là giá đang khuyến mãi đó. Còn nó là 120 lượng nha. Vậy. Rồi 20.000 thước total nha. Cái tiếp nữa đây là cái thước thủy, thước thủy mini nha, giá là 45.000 thôi. Có từ nè. Nha anh em ha, có từ 45.000. Khá là xịn, hai cục cao su nha. Đó, cao su đây. 45.000 thủy nó sẽ có ba thủy nha. Anh em nào xài cân bằng canh này nọ đó nha, chúng ta ráp bằng bức canh hoặc là những cái gì đó nhỏ 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 thì chúng ta xài cái này nó tiện, bỏ góp miền quạt trong túi cũng nhỏ gọn ha. 45.000. Rồi Makita thì mình có mang theo một cái lưỡi cưa tỉa Makita, giá là 118.000 cho lưỡi này, hàng sản xuất tại Nhật nha, made in Japan. Lưỡi tỉa này mà tỉa này là chuyên để tỉa nè, tỉa cành cây này nọ nè, gắn như lưỡi cưa kiếm nha, dài 3 tấc.
một lưỡi nha, mà còn anh em mua á, thì mình sẽ lấy một lưỡi ra mình đóng rồi giao thôi nha, còn một dĩ nữa tới 5 lưỡi luôn. Như vậy do vậy anh em mua cái dĩ này thì phải mua tới 5 lưỡi thì mới được cái dĩ như vậy. Còn anh em mua một lưỡi á, thì khui từng cái mình quấn lên giao nha. Rồi, 118 ngàn một lưỡi cho cái lưỡi tỉa, lưỡi tỉa gỗ, tỉa cây này nè của Makita nha, của Nhật. Rồi giờ mình xung quanh Milwaukee. Milwaukee thì đúng ra hôm trước mình định về đồ Milwaukee nó nhiều lắm á nè, nhưng mà nhiều lúc cũng hơi bực mình ha. Hồi trước mình mới về một cái đợt hàng của Milwaukee, đợt này là đợt để giảm giá cho anh em nè. Mới về đợt xong này cái nó ra cái chương trình đợt mới nữa, giá rẻ hơn nữa. Mà như nó có chương trình nó như hết rồi sao, nó hết hàng rồi sao anh em. Nó ra chủ yếu là để đẩy hàng tồn kho hay sao mình không hiểu. Mỗi lần Milwaukee nó ra những cái chương trình khuyến mãi đợt sau á, thì nó tốt hơn đợt trước. Anh em lấy đợt trước rồi thì cuối cùng thành giá mắc, mà bán đợt cái theo giá đợt trước á, thì cuối cùng là mình thành người bán giá cao. Nó khổ như vậy. Còn nếu mà cứ chạy liên tục theo cái chương trình Milwaukee thì cái ông nào lấy cái hàng đợt đầu thì cuối cùng phải xả lỗ. Nó như vậy đó anh em. Như vậy Milwaukee thì mình cũng chủ trương là không có đem hàng về nhiều. Đất rồi, hết thì tiếp, hết thì tiếp nha. Hiện tại giờ cái kính này nè mà giá 200 ngàn, bên kho mình cũng còn khoảng mười mấy cái á. Mười mấy cái á, nó thật sự Milwaukee chỉ khấu có 15% thôi chứ không có nhiều đâu, nó thật sự anh em á, 15% đối với những cái phụ không tới 15 nữa, theo bảng giá mới nhất bây giờ luôn thì nó chỉ có 12%, 13% thôi, 12% thôi. 12% thôi nè, đó là giá bình thường á nha. Còn nếu mà để mà chạy cái chương trình đây nữa, anh xem chờ xíu mình mở cho anh em coi nè. Rồi tiếp anh em ha, thì anh em xem mấy con dao nè, của cái hàng mình bán 190 đúng không, 190 là giá nó đang giảm rồi đó. Còn bây giờ giá theo cái hãng nó đưa nè anh em ha, đây anh em xem cái mã nè, dao trổ nè, dao trổ gấp gọn bằng thép nè nha, modem là 482215X nè, đây 482215 nè, thấy không đó, 482215 nè. Giá nó định bán là 230.000 nè, giá xuất khấu là còn là 203 nè, 203 là giá thanh toán đó anh em. Giá đại lý bán lẻ nè nha, là giá đại lý nè 203.000, mà nó có đó là giá mà bình thường đó. Còn nó chạy cái chương trình khuyến mãi nữa thì khi mình lấy cái giá đó mà bán là có giá là lỗ luôn á anh em. Giờ phải lấy Milwaukee thì cho nó ít thôi, ít thì bán hết tính tiếp, còn lấy nhiều nữa là lỗ. Cái chương trình nó khuyến mãi nó chạy như vậy đó. Rồi ok ha. Bây giờ mình đây cái kính này thì còn khoảng 5 cái thôi, giá là 170.000, hết là mình hết luôn nha. Còn khi nào khuyến mãi tính tiếp, còn bình thường bán là 200.000 cái nha. Cái kính này nè đó là 170.000 à, thì giờ để thôi mất công á, giờ coi cái mã mất công lắm. Bây giờ là giá là 170 ha, đó kính màu trắng nha, màu đen mình còn cái thôi, đồng giá 170.000 cái kính làm việc bao tay 105.000 em ha. 105.000 cho cái bao tay này chống cắt cấp độ 1, còn bao tay xịn hơn nè, chống cắt cấp độ 5 nè, lý với 5 nè, 210.000, giá của nó là 240 á, còn 210 đó, ok ha. Chống các cấp độ 5 nó sẽ xịn hơn cái cấp độ 1 ha, cái vải nó dày hơn, rồi cái này nó dày hơn, tùy anh em xài thôi. Và bao tay cũng gần hết rồi nha. Rồi cái thước, rồi ok nha, thước này là giá 90.000 nha anh em ha, thước 2 mét Milwaukee 2 mét, còn thước 5 mét bản 25 giá là 270.000 đó. Ok nha. Rồi thì Milwaukee có, nếu mà có đợt sau mà nó có mắc thì anh em thông cảm nha, đợt mình theo Milwaukee bán theo từng đợt thôi, lúc mà nó giảm thì mình giảm thôi, còn nếu mình có về thì mình giảm thôi, còn nếu mà không về thì thôi. Tại có những cái đợt mà nó khuyến mãi ở bên kho mình còn đi, mình đâu có về làm gì nữa anh em ha. Rồi 270.000 cho cái thước 5 mét này nha, bản 5 mét nói chung là khá là xịn, 8 mét thì hết hàng rồi, hai mặt luôn nha. Cái này thì nó sẽ không có lỗ ban anh em ha, mấy ông Mỹ thì ông không có xài lỗ ban đâu, Trung Quốc thì xài chứ Mỹ thì không xài. Đó, ok ha, cao su khá là đẹp, 270 thôi. Rồi cái đầu chuyển từ 1 phần 2 sang quên, từ 6.35 sang 1 phần 2 nè, 95.000 nha. Đó. Rồi ok nha, một đầu thôi, anh em là xài từ hệ bóng vít á, mà cần mà bắn những cái bù lông mạnh á, xài con này rất là bền. Rồi đây là con dao nha, 190.000, dao ship anh em ơi, dao ship Milwaukee 190k. Rồi dao này có thể thay thế lưỡi được ha, lưỡi này bóp vô thay thôi,
Và đây là hai dòng sản phẩm nó không nằm trong cái chương trình đó, giá bình thường này. Đây là cái lưỡi cưa kiếm nha, cưa kiếm Milky mình đặt nó nhiều lắm, anh em mình đặt tới 8 mã luôn mà hãng nó không còn luôn, chỉ giao có hai mã này nè. 8 mã mỗi mã là 5 cái. 8 mã mỗi mã là 5 cái, một dĩ là 5 cái gì nè. Đó, thì anh em có nhân lên đi ha. Mỗi mã là 5 cái, có nghĩa là 5 5 8 40 à, 40 là một mã là 40 cái rồi, anh em nhân lên nữa. Rồi, cái này là lưỡi cưa sắt nha. Đây là cái dòng lưỡi cưa sắt. Cái độ bền 50% so với lưỡi bình thường. 18 TPI nha, 18 TPI, lưỡi này lưỡi cưa sắt. Giá là 65.000, lưỡi cưa kiếm nha. Lưỡi cưa kiếm sắt. Đó, giá 85.000, hàng này sản xuất tại ở đây nó ghi ở đây là không có đúng. Mấy cái tem phụ này gì rút về Việt Nam chúng ta không có đúng. Nó xuất tại Mỹ anh em. Đây nè. Đây, cái tem trên mã nè. Make in dưới đây nè. Make in dưới đây nè, hàng này sản xuất tại Mỹ nha. Cái tem phụ này nhiều lúc anh em biết là công ty nhập khẩu thì lúc nó in ra dán nó cũng không có kiểm soát luôn á, nó thật sự nha. Cái hàng là đúng cái tem sản xuất ở trên cái bao bì nè, nó là anh ẩn trong cái bao bì nè. Đó, make in dưới đây nè nha, sản xuất tại Mỹ, make in dưới đây nè nha. Đó, rồi chính xác. Rồi. Cái dòng này 6 in anh em ha. 6 in. 65.000 cái. Kế tiếp đây là một dòng dài. Cái dòng này là tới 12 in là 3 tấc, chiều dài là 3 tấc, 6 in là tấc rưỡi nha. Cũng cắt sắt luôn. Nha, cái dòng này anh em để cắt sắt, sản xuất tại Mỹ luôn, make in dưới đây nha. Giá là 120.000 một lưỡi. Nha, 120.000 một lưỡi. Ok ha. Đó, chuyên để cắt sắt. Cái này thì nó có thanh sắt nè. Metal ha. Đây nè, đó, thanh sắt nè. Rồi anh em nào xài lưỡi kiếm Milky thì mình mua ha. Tấc rưỡi 6 in là giá 65.000 nè. Còn 12 in giá là 120.000. Rồi ok ha, đó là những sản phẩm hết rồi đó. Anh em có nhu cầu về sản phẩm nào có thể liên hệ số điện thoại dưới mua hàng. Giá thì mình là giá tại cửa hàng, chưa mua vào cái ship nha. Rồi một lần cảm ơn em, xin chào và hẹn gặp lại.